Hello, hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh của mình. Ờ, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tổng kết cái sự kiện chiêu tài của tháng 5 này, ờ, cuối tháng 4 và đầu tháng 5 đi. Ờ, sự kiện chiêu tài đầu tiên chúng ta sẽ đến với cụm chiêu tài thứ nhất. Đấy, cụm chiêu tài thứ nhất thì như từ server 1 đến server 63 thì phải. Đấy, thì đối với cái cụm này thì uh, chúng ta thấy được trên màn hình đứng vị trí thứ, thứ nhất chính là uh, server S3 với tông môn bảo bối nha các bác trong môn bảo bối đã uh, giành chiến thắng ấy, với uh, tỷ số khá là cách biệt khi mà đạt level 7 ấy 2%. Và trong môn thứ, thứ 2 là trong môn thần tọa của server Tây Du 55 với uh, số cấp chiêu tài là level 6 ấy, tỷ lệ 53%. Đứng thứ 3 thì là cũng là một một tông môn tên là thần ở server S3 các bạn tỏ xe server S3 rất là ghê gớm đấy các bạn nhé. Để mà được như thế này thì chắc là ở server S3 có một cái gì đó nó đột phá hơn so với tất cả các server khác. Bởi vì 64, 60 mấy server mà như thế này là cũng rất là tốt nha các bạn. Và chúng ta thấy là ở tông môn ở bảng xếp hạng thứ hai và bảng xếp hạng thứ ba thì tỷ lệ tranh nhau khoảng 6%. Tức là hai bạn hai tông môn này đua nhau cực kỳ gay gắt các bạn nhé chênh nhau chỉ có 6 phần trăm thôi nhưng cũng chênh nhau khá là nhiều quả đấy đấy Ok chúng ta sẽ cùng nhau xem bảng xếp hạng cá nhân thì sao bảng xếp hạng cá nhân thì hiện tại đang đứng vị trí thứ nhất là à, bọt tôn giả các bạn ấy rất rất là lạ từ từ mình check lại tí nào ôi từ từ là tại sao lại bỏ tôn giả mà chúng ta thấy có một gì đó nó khác đúng không? nó khác lạ đúng không? vậy là ngoài việc mà chúng ta thấy này bảng xếp hạng cá nhân so với cái bảng xếp hạng tong môn nó rất khác nhau. đấy các bạn đấy bảng xếp hạng tong môn thì uh, vậy là có sự ém hàng các bạn vậy là nghĩa là server ba tong môn bảo bối chắc là có ém hàng bởi vì thật sự là chỉ có mỗi mình bọt dai ý có nạp thôi các bạn và một số bạn khác bây giờ có những trường hợp mà nạp đều thứ nhất là nạp đều mình nghĩ là nạp đều bởi vì các bạn thấy này vị trí thứ ba này là bạn à, bọt gia ý này đấy thứ năm này bảng xếp hạng thứ năm là cũng là Tony HT này thứ tám cũng là người này vậy là tám chín ồ vậy là chúng ta hiểu rồi nghĩa là các bạn muốn chơi cái sự kiện thông môn này đôi lúc chúng ta cũng cần sự đoàn kết giữa tất cả mọi người với nhau các bạn nhé Uh, điển hình đây là sự đoàn kết của ở tông môn bảo bối với ba tốp ba tốp bao gồm tốp gia ý nạp nạp chơi 60 k điểm này uh, đường thứ năm là tốp uh, tony ph này cũng 55 điểm này riêng hai bạn này là đã được khoảng 100 k điểm rồi 111 k điểm rồi tiếp theo nữa là vị trí thứ 8 thuộc về izomini này đấy izomai thì bạn này cũng gần 50 điểm này rồi Tốp 9 cũng vậy này, lữ bố này. Vậy là riêng tông môn này là bảng diễn hạng thứ 10 đã chiếm 4 người rồi. 4 người, tổng điểm của 4 người là đã 200k điểm. Thì đó là lý do tại sao mà Tây Du Ba Ba mỗi mình bỏ tôn giả khó có thể kéo được mọi người. Đấy, nói chung là để chơi cái sự kiện chiêu thải này nó cần có chiến thuật, sự đoàn kết của mọi người với nhau. Chứ đôi lúc một người không thể gánh được đâu các bạn nhé. Tiếp theo chúng ta xem là vị trí thứ hai thuộc về bót bàn cổ cũng vậy đấy nhưng lại nhưng lại là vị trí tông môn thì lại thuộc về tông môn thần tọa ở server 55 đấy rất là bất ngờ về vấn đề bảng xếp hạng đợt này nghĩa là bây giờ mọi người đã có những cái kế hoạch nghĩa là người ta đã có kế hoạch 2 đến 3 tháng để đua rồi các bạn nghĩa là bây giờ mọi người sẽ tích tích nhìn khoảng à, hai ba tháng rồi mọi người sẽ xả để ăn cái tốp 1 hoặc tốp 2. Đấy rồi mọi người có thể làm một chút chứ không phải là ăn tốp 10 như ngày xưa nữa. Kể cả tông môn mình cũng vậy. Thì bây uh giờ mọi người mà đánh phải có kế hoạch cực kỳ chắc rồi uh, bứt tóc nói chung là nó cũng không kháng chỉ là chạy đua chạy marathon các bạn. Đấy. Ok, chúng ta bỏ qua cái cụm chiêu tài 1 chúng ta sẽ đến với cụm chiêu tài 2. Cụm chiêu tài 2 thì đứng vị trí thứ nhất đang là server 101 tông môn thiên hạ với level 6 91%. Vị trí thứ hai là server 77 tông môn cải chay hội. Cải chay này nhưng mình nghĩ không cải chay đâu các bạn. <laughs> Chắc là có một phần nạp chút gì đó đấy. Ở level 6 52%. Ui các bạn thấy điều bất ngờ vị trí thứ ba này. Tây Du 67 server 67 tông môn đại việt tông môn này và tông môn cải trai hội hai tông môn sẽ sao nhau các bạn nghĩa là nó chênh nhau mấy điểm thôi <laughs> đua thế này mới gọi là đua này các bạn nhé Ờ à, top 1 với top 2 thì chênh nhau khoảng 40 phần trăm đúng không nhưng tố 2 và top 3 chênh nhau không phải mấy phần trăm thôi các bạn nhé đấy và chúng ta xem bảng xếp hàng cá nhân nào bảng xếp hàng cá nhân thì vị trí thứ nhất của Green với 310k điểm đấy và vì với việc mà Green đứng vị trí thứ nhất thì uh, trong môn thiên hạ của Green thì cũng đứng vị trí thứ nhất luôn. Đấy, thứ hai là Purple với 76k điểm. Tây Du 104. Đấy mình đi qua đây nào. Ôi Tây Du 77. Đấy chúng chúng ta thấy không Đấy đôi lúc chúng ta phải có sự đoàn kết nhé các bạn. Cái này là sự kiện tông môn là không phải sự kiện cá nhân. Đôi lúc cá nhân có thể gánh được uh, mùa một mùa một thì uh, mùa một thì có thể cá nhân gánh được nhưng mà để về dài thì khá là khó vì thứ thứ ba vẫn thuộc về huyền baby nói chung là bản xếp hàng này không thay đổi nhiều cho lắm với 74 k điểm và tây du một trăm linh ba tây du một trăm linh ba cũng không có bảng xếp hạng tây du một trăm linh ba và tây du một trăm linh đang ở vị trí số bốn và số năm cái này thứ nhất là các bạn cần phải có leader thật có thật sự là trong một tăng môn ấy Đôi lúc chúng ta phải có một người lãnh đạo rồi chúng ta nghe theo. Bởi vì à, nếu mà không có lãnh đạo, không có gửi thư bảo mọi người nên sật tốp, xả hay như thế nào thì rất là khó có thể các bạn đua được nhé. Đấy, sự kiện này sự kiện tông môn này. Nên à, thật sự là một tông môn 50 người thì mỗi người mỗi ý. Nếu mà chúng ta đoàn kết với nhau thì cái kết quả nó sẽ đem lại à, vượt bậc Đấy, một cây làm chẳng lên non nhưng lại 50 cây thì đôi lúc nó cũng này đò đấy các bạn ạ. Ok, chúng ta sẽ cùng... À, quay trở về cái cụm chiêu tài mới ở cụm mới nhé là cụm ba chiêu tài của bọt kinh và bọt à, siêu bọt kinh từ này là chúng ta phải thêm một thuật ngữ là siêu bọt kinh và siêu bọt vịt <laughs> hai bọt đặt tên cũng khá dễ 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 đọc các bạn ạ ok ờ à, mình xin thèm là mình lóc vào nick của bọt vịt tí bởi vì tiện cho nó tiện luôn bởi vì uh, nick này cũng đang ở trong tông môn mà dù là ta okay. uh, chúng ta sẽ xem, xem bảng xếp hạng này bảng xếp hạng từ vị trí thứ nhất lần đầu tiên mình mới thấy chiêu tài level 8 đầu tiên chúng ta quăng nói bảng xếp hạng là chiêu tài level 8 đẹp đẹp các bạn bây giờ chờ chờ một lần nào đó chúng ta thấy chiêu tài 9 và chiêu tài 10 các bạn ạ cần lắm một lần nào đó thấy nhưng để mà thấy được như thế thì bây giờ cần phải bao nhiêu điểm? Bây giờ mà bây giờ cần 150k điểm nữa mới lên được chiêu tài chính. Các bạn nhé. Mừng chúng ta có một điều bất ngờ là nick này xả hết đồ rồi các bạn. Thật ra thì như thế này mấy nick nên tích lại đồ đấy các bạn. Đấy, nhưng thôi, tích cũng không tích được. Bởi vì thật ra là khi mà đua như thế này thì tích không tôi tích được đâu. Bởi vì hai siêu bọt gặp nhau thì hầu như mọi người sẽ xả. Ok thì chúng ta xem bảng xếp hạng vị trí thứ nhất đang thuộc về tông môn Lyon Hia. Tông môn 102. À vậy là cái này là thuộc về tông môn của bó phít rồi. Và vị trí thứ hai thuộc về server 107 tông môn Thiên Hạ. Và vị trí thứ ba là thuộc về server 108 tông môn Tây Du. Các bạn thấy chưa? Ba tông môn này đều level 7. Nghĩa là bây giờ cho ba cái tông môn này về cộng chiêu thái cũ thì hầu như ba tông môn này sẽ là đứng thứ nhất <laughs> nhưng rất tiếc rằng ba tông môn này đều có bot hết các bạn nhé với số điểm của những cụm như mình biết là có bot hết bởi vì lên được cái level 7 chiêu tài nó không hề dễ một chút nào các bạn nhé level 8 thì nó không nói làm gì đâu chiêu bot thì không nói làm gì hai level 8 nhưng riêng mà tây du tăng uh, tông môn tây du ở server 108 nếu mà tông môn này mà rời về chuyển về mấy cụm tông môn đầu đúng không ấy mấy mấy cụm chiêu tài đầu thì đôi lúc cũng ăn được tố một đấy thì mình nhớ không nhầm là mùa trước mùa trước ấy tháng trước ấy thì hình như là tây du uh, ở server 107 trong môn tiên hạ thì có dành một lần tố một rồi đúng không các bạn thì bây giờ có thể là trong môn tiên hạ cũng không không quá khát khao đua nữa thì chẳng hạn chúng ta xem bảng xếp hàng cá nhân mà ô bãi nhái sao lại thế này nhỉ Vậy là bé vịt không xả nữa Là có cái ẩn số gì đó ở đây Một là trong môn bé vịt Mọi người đều nạp lên để chơi Các bạn thấy là Bảng xếp hạng không người thay đổi nhé Ờ à, Siêu bọt kinh có nạp thêm một chút à, Siêu bọt bé vịt À Siêu bọt bé Vậy là mình biết là siêu bọt bé vịt vẫn đang còn Vẫn còn đang còn tiền Nói chung chưa xả hết các bạn Vậy là tông môn bé vịt là xả cá nhân không xả bọt nữa Nhưng tông môn bọt kinh thì mỗi mình bọt kinh xả đúng không nhỉ Mình check một tí nào À có mà vẫn có xả này Lucky này bạn này cũng xả này Top 10 này Các bạn xem bảng xếp hàng vị trí thứ 10 nhá à, Tây Du 107 này có bạn TH Lucky này TH hạt Lucky Bạn này cũng xả một chút Các bạn thấy sự bất ngờ về vấn đề điểm không Vấn đề điểm là các bạn xem ở cái chiêu tài của các à, của các cung trước ấy, thì top 10 mọi người cũng đều khoảng 50 k 60 k điểm nhưng ở đây thì top 10 thì mọi người cũng ít lắm khoảng 30 k điểm thôi chứng tỏ nó nhiều ở hai bot hai siêu bot này thôi rồi tiếp theo là bot uh, npvt nữa ví dụ như bot npvt này mà về mấy cái cụm đầu ấy có thể kéo được rất là tốt nói chung là cái này là chúng ta thấy là khá là cân đồng cân bằng nhé cả ba bot đều gánh tim ấy cả ba bọt đều gánh tim và điều đó khiến cho ba tông môn của ba bọt đều là giành chiến thắng ở vị trí một hai ba cũng khá bất ngờ về vấn đề của siêu bọt kinh nhỉ mình check một tí nữa nói chung là siêu bọt kinh như thế này đã nỗ lực cống hiến mình sẽ à, cho các bạn xem cái nhật ký cống hiến nè ấy chà chà thế này thì đúng rồi các bạn ạ Uh, tổng cộng là 50 người 50 người mà mỗi người 10 ca điểm là tổng cộng 500 ca điểm nghĩa là riêng tông môn này là có thể lên tới 900 ca điểm đến 1 triệu ca điểm đến 1 triệu điểm nhé từ 900 ca điểm cho đến 1 triệu điểm cả tông môn đấy mọi người cũng khá là nạp đều đấy thì không biết là như thế nào Nói chung là cái vấn đề sự kiện chúng ta đã nói rồi đây là sự kiện đoàn kết của tông môn đôi lúc đoàn kết của cả server nhé các bạn nhé đôi lúc nó là câu chuyện của cả server đấy nếu mà cả server cùng đua cùng hợp tác mấy tông môn cùng gom lại <laughs> đấy nói chung là nó cũng là một cái câu chuyện nó phải có chiến thuật các bạn đôi lúc chúng ta nhìn các tông môn trước ấy chúng ta biết được là hầu như các tông môn không phải xin lỗi tông môn mà các cụm chưa tài trước các cụm chưa tài trước là mọi người Hầu như giành tố 1 top 2 top 3 cá nhân nhưng tông môn của mình lại không giành được Cay cái đó mới gọi là cay nhé Cái này thì cũng hơi bình thường thôi cái này thì uh, mọi người cũng đã biết trước rồi đấy nhưng chúng ta thấy là sự chênh lệch khá là lớn các bạn Đây không phải là thắng vì may mắn mà mình nghĩ là thắng vì đoàn kết của mọi người trong tông môn thôi Nói chung là cũng tùy đôi lúc có những tông môn mà gặp bọt cánh nhưng mọi người mà đang cày chay thì tất cả thì cũng rất là áp lực nói chung là cũng cực kỳ là cống hiến nói chung là nhìn bọt kinh như thế này lại biết là quá cống hiến rồi khi mà xả đến nỗi mà xả đến 514 k điểm các bạn tưởng tượng là 514 k điểm đó thì các bạn tính đi 514 k điểm mà các bạn chia ra chia ra ba mùa mỗi mùa các bạn chơi một trăm rưỡi đúng không 160 là các bạn ít nhất cũng về vì những cụm chưa tài cũ ấy thì ít nhất các bạn cũng được một hàng nhất rồi và thông môn các bạn ạ nói chung là uh, việc mà có những cuộc cạnh tranh như thế này đó là một cái uh, trải nghiệm cho chúng ta được xem đấy cũng như là một cái gì đó cho các bọt được uh, cạnh tranh với nhau thì về vấn đề kích nạp thì mình nghĩ không phải đâu các bạn nhé uh, về bọt kinh thì mình nghĩ chắc cũng mua dinh ở đâu đó thôi các bạn ạ Đấy mà bọt kinh mà nếu mà quý mến mà kênh kia cả thì có thể ủng hộ mình một chút kinh cũng được thì nó mình 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 rất muốn vào để xem cái nick này các bạn nick này phải gọi là có tiếng lắm rồi cái nick của bọt kinh phải nói là nó tiếng vang lâu lắm rồi ít nhất là hai tháng vừa rồi chúng ta đã nghe về cái sự tích của bọt kinh nhưng vấn đề là mình thật sự là mình cũng không có nick ở server này không thì mình vào lâu rồi và các bạn thấy là đội hình có hai diêm vương thôi tiện đây thì chúng ta review bọt kinh đi ờ, cấp 98 các bạn nhớ nhé cấp 98 gần 5 tỷ lực chiến ờ, chắc chắn rồi mắc mình nghĩ là mắc thiên lý ảnh ờ, các bạn thấy này phá cảnh hiện tại là nata này hồng hoang nhé các bạn minh văn kỹ năng là gì ui tịch diệt luôn đấy và nata đi nhiện nhé các bạn ờ, kỷ vật thì có mãn dân hồng bảo kích lượng tấn công là 10 triệu lượng máu là 102 triệu các bạn nhìn cái phá bảo đi mới phá bảo 52 thôi các bạn nhé đấy tiếp theo này chúng ta xem này. đấy cũng phá bảo 50 nói chung là chỉ số cơ bản mình nói thật chỉ số cơ bản của bột kinh cực kỳ cao hầu như là mắc rất là nhiều chúng ta mới nhìn được chỉ một xe thường cổ thôi mà máu đã gần 100 k rồi đấy chỉ một xe đỏ thôi à, một bạch thử đi đam các bạn nhé đấy một bạch thử đi đam nhưng có hai cái thuộc tính sinh lực và đi nói chung là vừa đam vừa bục máu đi hèn nước luân hồi nghĩa là vừa mang tác dụng là đam này vừa mang tanh này vừa đi luân hồi này vừa hỗ trợ luân hồi này vừa đi máu này đấy rất là khỏe luôn khỏe cực kỳ luôn đúng một bộ mộ bộ thiên kỹ dành cho bạch thử mà nếu mà các bạn có điều kiện nuôi đây là bạch thử nhà giàu nhé bác ui thêm cả thần thông từ hàng phổ đồ nữa chắc đấy nhỉ đấy bây giờ cái thần thông bán bảo kim thân này hầu như mọi người đóng khá là nhiều các bạn mọi người đang rèn cái đam giảm tiếp nói chọn thật là hiện tại nói về meta đam gì thì hầu như 80 người chơi là đang tập trung vào có kế hoạch đi đam meta giảm tiếp nữa các bạn điều, đó khiến cho cái server cũ bây giờ cái cái tiên lỗi mọi người đấu nhiều bởi vì sao đấu nhiều để lên phá cảnh phá cảnh thì đồ hình nó sẽ trâu hơn rất là nhiều đấy, cho mấy tướng phụ à, đi thêm cả đam phần trăm gián tiếp này đây nữa đam bằng máu nhé tấn à, đam bổ sung này đấy cũng là đam gián tiếp này các bạn thấy chưa đấy, đi nhịn nhé các bạn nhé đi thêm nhịn à, đây chúng ta quay đến đế thính này đế thính thì có kỷ vật tấn công bạo thương Uh, vẫn là một xét tường cổ Tinh luyện thì hầu như các boss sẽ mắc khá là dễ buộc các bạn nhé Đi phản đam, để tính phản đam các bạn nhé Và có hiệu ứng này Có hỏng tước để bục Đấy Bục cho tim Khá là ok Đế tính thì Bản thân đế tính như hồi máu khá là tốt các bạn nhé Khi mà chuyển đổi trạng thái ấy. Tiếp theo Mỗi một thiên thủ yếu cơ khá là trâu Và đi Kể <laughs> Rất là hay các bạn nha Cái kiểu đi rất là lạ Như thế này thì thiên thủ yêu cơ Cắn quả đầu rất là đau luôn à, Đi tấn công Thăng sát thương Có một cái vũ khí hồng hoang Và ủi lại tịch diệt Bót mười nhân phẩm tốt nhé. Hai cái tịch diệt các bạn nhé, Việc mà đi tịch diệt Mình thấy rất là hiệu quả Đối với những tướng Mà đơn mục tiêu như thế này Đấy, Đi tịch diệt cực kỳ đau luôn Kế hợp với luân hồi nữa à, Chúng ta lại đến với diêm vương Diêm vương có hồi máu nhanh quá và có đốt các bạn nhé đúng không đấy sinh à, quên sinh lực đầy thì hồn nộ và một cái uh, thiên kỹ thanh nghiêu để tạo đốt nói chung là tạo đốt ơ à, quyền quên tạo đọc chứ ờ ừ, thanh nghiêu là tạo đốt này và cái này là tạo đọc đấy cái, cái này là trị liệu nhá nghĩa là diêm vương này vừa diêm vương đọc vừa diêm vương đột các bạn nói chung là mình hơi bị cấn một chút mình không để ý một chút cái thiên kỹ này không cảm ơn thông cảm tí là cái thiên kỹ này đang là hồi máu này chuyển hóa sát thương thành sinh lược rồi đi thêm cái thiên kỹ thanh nghiêu nữa thì sẽ tạo đốt nghĩa là sẽ tận dụng tối đa cái thiên kỹ xích vĩ hạt này các bạn nhé nghĩa là đầu hiệp đấu kẻ địch bị đốt đúng không đấy cuối hiệp kẻ địch sẽ bị đọc thì kết hợp kết hợp giữa đột phá diêm vương và cái thiên kỹ thanh nghiêu này thì hầu như cái thiên kỹ xích vĩ hạt hồi máu này sẽ hồi máu khá là liên, liên tục đấy các bác ạ một cái tư duy rất là hay các bạn nhé có những cái người có những cái tư duy mà khiến cho mình cái mình làm kênh mình cũng phải uh, tầm trồ về cái lối tư duy như thế này không biết nó thực tế nó có hiệu quả hay không thì mình chưa rõ uh, tiếp theo nữa thì uh, mình tí mình so tài uh, hai nick này tí nhở <laughs> uh, có gì chủ nick là thông cảm tí nhé nói chung là chúng ta sẽ không dìm nhau thôi. hai hai siêu bọt mà đánh nhau thì thật sự là quá chênh lệch chênh lệch thứ nhất là chênh lệch về số ngày chơi một bên thì level một bên thì đột phá bị <laughs> một bên thì phá cảnh hai phá cảnh ba sắp lên phá cảnh ba rồi thì chuyện này cũng mình thấy cũng bình thường thôi động trời đánh đánh xanh. Đánh nhau thì hai siêu bọt chạy nhau. ui các bạn thấy hoa dung không có mắt giật một cái mà dương tiễn đâm Nhân to còn tí máu thứ thứ hai là chưa có tạo hóa chưa cân thôi thì uh, rồi thì từ từ nó mọi người cũng sẽ gặp nhau thôi nhưng lo có ra đây thôi pan pan này hơi hơi dìm quá thế này thì nói chung là hơi 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 dìm tí nữa mà bọt vịt còn không nạp dinh bên mình thì chết à, mình sẽ so tài một tí nhá mình đáng lẽ ra là mình lên lấy nick khác đi mình lấy cái nick này vào thì nó không hay cho lắm nè à, mình lấy một nick lon mình vào soi đồ đây hồng hoang này à, bên này thì ba món hồng hoang rồi Ờ à, hai set hồng hai bốn là hai bốn bảy món hồng hoang bên này thì mới bốn món hồng hoang thôi nói chung là các bạn tranh nhau quá quá là nhiều tranh một bên một đột phá 13 thì các bạn nó làm gì đúng không à, xem đặc quý này bên này đang đi bộ phun đam. À, có một đá quý chính rồi bên này cũng có hai viên đá quý chính các bạn nhé là các bạn biến là nick này cũng phải nạp trên một tỷ rồi các bạn nhé chắc chắn rồi các bạn nào nói mà bột cái siêu bọt kinh mà không nạp trên một tỷ là mình chặt đầu nhé nhé <laughs> <laughs> tiếp theo thẻ biến thân thẻ biến thân thì cũng tương đương nhau thôi đấy nói chung các bọt vẫn còn lên ôi cái này thì đây pet pet thì một bên là mới có pet thôi lấy hết rồi Đấy các bạn thấy chưa? Pet vịt là hầu như pet là mắc sao rồi các bạn nhé. Bên này thì đã có bí bảo rồi. Đấy đã chênh ở bí bảo rồi. Bên này bọt kinh còn có cơ hội lên bí bảo rồi nhé các bạn nhé. Còn bọt kinh bây giờ còn lên nhiều lắm. Đấy thì, thì nhìn như thế này chúng ta mới biết là bọt chip. Siêu bọt chip uh, đang đứng vị trí thứ nhất của toàn cõi Tây Si đã Nạp ghê như thế nào. <laughs> Nhưng mà bây giờ để đẳng cấp để lên được cái vị thứ siêu bọt là cũng không phải chuyện đùa đâu các bạn nhé Đấy. phải phải cực kỳ cực, cực kỳ đam mê trò chơi này các bọt mới cống hiến như vậy và mới cảm nhận được cái hay của trò chơi như vậy Đấy, một lần nữa thì cảm ơn hai siêu bọt cũng như tiện đây cảm ơn là uh, siêu bọt chip một chip mà thấy thì cho mình vào tông môn với nhá một chip là xin bọt chip mãi vào tông môn bọt chip không cho các <laughs> <Đấy. cười> bạn Uh, mạnh nhỉ các bạn nhỉ nói chung là mình nói chung chúng ta thật là hãnh diện khi được xem những cái hình ảnh này các bạn ạ thật sự là để xem được mấy cái hình ảnh này thì phải đầu tư cực kỳ vô số vô số hoặc là lớn lao số tiền nào đó mới 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 có để cho chúng ta xem chứ chứ chúng ta không thể hách được các bạn đấy ok uh mình nghĩ là về vấn đề so tài này cũng không có gì để xem nữa đâu ngoài việc đá quý gia trang thì cũng không có gì nhiều gia trang nói chung tranh nhau quá nhiều tranh nhau gần 50 ngày chơi các bạn nhé tranh nhau hơn một tháng gần 40 đến 50 ngày chơi thì như thế này mình thấy nói chung là mình cũng không hiểu là bé vịt bọt siêu bọt bé vịt làm kiểu gì cũng như tông môn này làm cái trò gì mà lên được vị trí thứ nhất nhỉ thôi kệ đi câu chuyện của mọi người thì chúng ta cũng không lên bản tán mà không hay ở ờ, một lần nữa cảm ơn các bạn rất là nhiều ờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video clip tiếp theo xin chào và hẹn gặp lại các bạn thấy hay bổ ích thì cho mình xin một like một đăng ký nhé xin chào